với nhiều gia đình có trẻ nhỏ thì bình nóng lạnh gần như trở thành vật dụng quen thuộc. Do thời điểm cuối năm, không khí lạnh tràn về, sản phẩm này càng được nhiều người quan tâm. Theo thống kê, hàng năm có khoảng gần 1 triệu sản phẩm bình nước nóng được bán ra và có xu hướng ngày càng tăng. Rất nhiều bình nóng lạnh tới tay người dùng. Tuy nhiên, theo khảo sát thì kiến thức của người dân về việc sử dụng thiết bị này sao cho an toàn và hiệu quả lại chưa thực sự đầy đủ. Đó là nguyên nhân có nhiều vụ việc đau lòng xảy ra. Sáng ngày 10 tháng 11, Trung tâm Nhi khoa Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận cấp cứu bé trai 10 tuổi được gia đình đưa đến bệnh viện trong tình trạng ngừng tuần hoàn, đồng tử giãn, ngừng thở trong thời gian dài, tím tái toàn thân. Các bác sĩ cho cấp cứu ngừng tuần hoàn nhưng không hiệu quả. Theo người nhà bệnh nhi, ba mẹ đi làm, vì vậy trẻ ở nhà một mình. Khi trở về nhà thì phát hiện con nằm bất động ở sàn nhà tắm, tay cầm vòi hoa sen còn mở. Trước đó, người thân sờ vào vòi hoa sen đã có cảm giác tê tê ở tay, dẫn nghi điện hở truyền xuống từ bình nóng lạnh. Nhưng chưa kịp sửa thì xảy ra sự việc đáng tiếc. Trước đó, cơ quan chức năng phường Phước Hòa, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Ngãi cũng cho biết bà Nguyễn Thị Thu M, sinh năm 1967, trú phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ, bị điện giật tử vong trong lúc đang cầm vòi sen. Tiếp đến, hai mẹ con tại thành phố Vũng Tàu cũng bị điện giật do rò rỉ điện từ bình nóng lạnh xuống vòi hoa sen. Năm 2016, người phụ nữ 24 tuổi ở đường Trần Phú, phường 5, thành phố Vũng Tàu bị điện giật ngất khi mới chạm tay vào vòi hoa sen. Lúc này, hai người thân chạy vào xem cũng bị điện giật ngã xuống sàn bất tỉnh. Năm 2012, cô bé LNH ở Thanh Hóa tử vong do rò rỉ điện từ bình nóng lạnh. Được biết, khi tắm gội, em chạm tay vào vòi hoa sen thì bị nguồn điện rò rỉ giật ngã trong nhà tắm. Dù được đưa đến bệnh viện ngay lập tức, nhưng em không qua khỏi. Là món đồ điện phổ biến, nhưng thực tế cho thấy là rất nhiều trường hợp sử dụng bình nước nóng lạnh không đúng cách, gây nguy hiểm cho người sử dụng như là bị giật do rò rỉ điện, bình nóng lạnh bị cháy nổ, chập điện, rỉ sét. Tuy nhiên, khi được đặt câu hỏi về sự an toàn của bình nước nóng lạnh, nhiều người tiêu dùng cho rằng thiết kế của bình khi mua có đi kèm bộ phận automat tự động ngắt nên yên tâm sử dụng. Thực tế thì đây là một quan niệm hoàn toàn sai. Theo các chuyên gia về điện thì dẫu bình nóng lạnh ngày nay đều được thiết kế hệ thống ngắt điện tự động khi nước đủ nhiệt, nhưng mà điều này không ngăn được việc điện trò vào nước gây nguy hiểm. Qua những vụ việc xảy ra, tiến sĩ Trần Văn Thịnh, nguyên trưởng bộ môn thiết bị điện, điện tử, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội cho biết, có nhiều nguyên nhân làm tăng khả năng trò điện, khiến người dùng bị điện giật như thanh cấp điện sau thời gian dài sử dụng bị bám gặn, hao mòn sẽ gây trò điện vào nước. Dây điện lắp chung giống dẫn nước dùng lâu có thể gỉ giòn cũng gây trò điện. Gân cao su cách điện nối với dây miso, vỏ bình, dây dẫn bị nứt nẻ sẽ dẫn điện. Cũng có thể bộ phận automat chống giật bị hỏng và người dùng không phát hiện ra điều này. Mặc dù được làm ra để chống chập điện, chống giật, nhưng trong một số bình nóng lạnh có nguồn gốc không rõ ràng, sản phẩm cũ có sử dụng thì bộ phận chống giật chỉ lắp cho có mà thôi. Hậu quả là điện có thể trò vào nước bất cứ lúc nào mà chúng ta không biết trước. Nếu trong khi tắm vẫn để điện bình nước nóng có thể xảy ra tình trạng bị giật khi điện trò vào nước, lúc này nguy cơ tử vong là rất cao. Cũng có trường hợp automat chỉ ngắt khi có dòng điện lớn, nhưng nhiều khi lượng điện rò rỉ ở mức thấp khiến người dùng thấy tê tê thì lại không hoạt động. Để tránh tai nạn xảy ra, các chuyên gia khuyến cáo tốt nhất ngắt nguồn điện bình nóng lạnh khi tắm, thường xuyên vệ sinh bình nóng lạnh, kiểm tra đường điện, nên chọn mua bình nóng lạnh uy tín có độ an toàn cao. Để sử dụng bình nóng lạnh một cách hợp lý, đúng kỹ thuật và trên hết là bảo vệ được sức khỏe người sử dụng, giữ bình được bền lâu, tốt nhất người dùng cần hiểu về nguyên lý hoạt động của các loại bình nước nóng lạnh. Sau đây là một số tư vấn từ chuyên gia trong việc sử dụng bình nước nóng lạnh an toàn cho gia đình. Nên bật bình từ 5 đến 10 phút trước khi sử dụng, tắt máy khi bắt đầu dùng bình nóng lạnh để tránh bị điện giật. Bắt buộc nối dây tiếp đất cho bình nóng lạnh. Nối dây tiếp đất cho bình nóng lạnh ở ngoài nhà tắm để tránh bị điện giật, rò điện ra nước trong nhà tắm. Trong thời hạn 2 năm, nên kiểm tra dây dẫn, thiết bị điện bên trong bình.
hạn chế bật bình nóng lạnh liên tục. Việc này khiến dây điện, các thiết bị bên trong bình bị kém bền, vỏ cao su cách điện bị giòn, dở ra, gây rò điện. Khi sử dụng nước không đảm bảo, nước dễ bị đóng phèn, đóng cặn trong bình, khiến bình càng ngày càng bị nóng, làm ảnh hưởng đến tuổi thọ thiết bị bên trong. Tuân thủ theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất, nên lắp công tắc cho máy nước nóng ở bên ngoài nhà tắm, nên có đèn báo khi bật tắt bình nóng lạnh. Trường hợp phát hiện thiết bị rò điện, cần xử lý sớm, tránh sự việc đáng tiếc. Không nên để trẻ em tắm một mình khi không có người lớn ở nhà. Ngoài ra, các công tắc điện nên lắp đặt cao, tránh nguy cơ dính nước. Với tình huống bị điện giật, đầu tiên cần tách nạn nhân khỏi nguồn điện. Tiếp đó thực hiện ép tim nếu bệnh nhân ngừng tim, đồng thời gọi cấp cứu, đưa nạn nhân đến bệnh viện càng nhanh càng tốt. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bản thân và gia đình, người dùng luôn được khuyến cáo rằng nên bật bình đóng lạnh cho đến khi đủ nhiệt, sau đó ngắt hẳn điện rồi mới sử dụng nước để tắm. Theo các chuyên gia, với dòng sản phẩm mới, dù các tính năng an toàn được đưa vào, nhưng những chú ý khi sử dụng là rất cần thiết để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra.